Phát ngôn viên Văn phòng Cao ủy quyền con người Liên Hợp Quốc khẳng định số người thương vong do khủng hoảng chính trị Myanmar đang tăng lên từng ngày khi lực lượng cảnh sát tiếp tục dùng vũ lực để đối đầu với người biểu tình ôn hòa. Số liệu cơ quan này thu thập cho thấy đã có ít nhất 149 người chết trong các chiến dịch truy quét người biểu tình từ ngày 1 tháng 2 tới nay. Bên cạnh đó có hơn 2.000 người bị bắt. Còn theo thống kê của Tổ chức Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị Myanmar, tới nay đã có hơn 180 người bị giết chết tại Myanmar, riêng ngày 14 tháng 3 đã có 74 người thiệt mạng cùng lúc. Ngoài ra cũng có khoảng hàng trăm trường hợp được cho là đã bị bắt, nhưng hiện không biết bị giam giữ ở đâu, chính quyền quân sự cũng không thừa nhận đã bắt họ. Mục tiêu của thiết quân luật là truy lùng các thành phần lãnh đạo trong phong trào biểu tình ở Sangon. Người bị bắt sẽ phải chịu mức án từ 3 năm lao động khổ sai đến tử hình. Truyền thông địa phương cho biết, đa số người dân di tản bằng xe máy và ô tô, một số khác thì đón xe lam. Nhiều người khi được phỏng vấn, chia sẻ sẽ về quê, còn người sinh ở Changon thì muốn thoát được qua địa phương khác. Hiện chính quyền quân sự chưa đưa ra phản hồi chính thức về cuộc di tản nói trên. Đăng ký ngay kênh YouTube báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.